xin chào tất cả anh em. Trong chủ đề video ngày hôm nay mình muốn giới thiệu đến anh em một cái chiếc máy nước nóng trực tiếp đến từ một cái thương hiệu có cái tên tuổi rất là lâu đời trên thế giới rồi, nhưng mà bây giờ thì họ mới chính thức về Việt Nam, thì đó chính là Wiseman. Và cái sản phẩm trong video ngày hôm nay mình muốn giới thiệu với anh em đó chính là chiếc máy nước nóng trực tiếp Vitowell Easy dòng Deluxe. Wiseman là một cái thương hiệu chuyên về những cái giải pháp khí hậu nói chung, ví dụ như là nhiệt nước không khí, như là máy lọc nước nè, máy nước nóng nè, cả máy nóng trực tiếp, cả máy nóng gián tiếp, rồi những cái giải pháp khác, thì họ rất là nổi tiếng ở bên nước ngoài rồi. Đây là một thương hiệu của Đức có từ năm 1917. Ở Đông Nam Á thì nó đã xuất hiện tại Singapore và một vài những cái quốc gia khác. Cho đến thời điểm năm ngoái thì Wiseman mới chính thức đặt chân đến Việt Nam bằng cái cách là họ xây dựng một cái nhà máy tại Đồng Nai và sẽ lắp ráp tất cả những cái sản phẩm của Wiseman ở đó và phân phối cho những cái thị trường xung quanh. Rồi đến thời điểm bây giờ thì họ mới chính thức bán ra những sản phẩm nổi bật nhất của họ tại thị trường nước ta. Chiếc máy nước nóng trực tiếp Vitowell Easy dòng Deluxe là một trong những sản phẩm của Wiseman mà mình đã được trải nghiệm trong suốt những tuần vừa qua. Thì đây là một chiếc máy nước nóng trực tiếp, tức là nước sẽ được làm nóng trực tiếp ngay tại cái máy luôn thông qua một cái thanh gia nhiệt ở bên trong. Và cái ưu điểm lớn nhất đó chính là nó sẽ tiết kiệm được cái thời gian làm nóng, tức là chúng ta sẽ không cần phải chờ quá lâu để có được nước nóng để tắm. Và bên cạnh đó là nó còn rất là nhiều những cái tính năng khác nữa. Và bây giờ mình sẽ chia sẻ với anh em từng cái một. Đầu tiên đó chính là chúng ta sẽ đi sơ về cái khái niệm máy nước nóng trực tiếp. Thì máy nước nóng trực tiếp là gì? Máy nóng trực tiếp là thiết bị mà ở bên trong cái máy đó nó sẽ có một cái thanh gia nhiệt như lúc nãy mình đã chia sẻ đó. Và cái thanh gia nhiệt đó nó sẽ đun nước ngay trực tiếp tại cái máy luôn và nước sẽ chảy trực tiếp ra vòi. Còn với máy nước nóng gián tiếp á, thì nó sẽ có một cái bồn chứa nước riêng và nước sau khi được làm nóng thì sẽ chảy vào trong đó để lưu trữ rồi nó mới ra cái vòi cho chúng ta tắm. Bên cạnh cái việc tiết kiệm được thời gian làm nóng và chúng ta sẽ có nước nóng tắm nhanh hơn thì cái máy nóng trực tiếp nó còn đi kèm với lại rất là nhiều công nghệ để bổ trợ cho cái việc thứ nhất là an toàn, cái thứ hai nữa là về cái tiện ích. Thì về an toàn, đối với cái dòng sản phẩm của Wiseman nói chung, đặc biệt là với những cái dòng máy nước nóng trực tiếp thì chúng ta sẽ có một công tắc LCB cơ học được gắn ngay bên hông và chúng ta có thể dễ dàng để kiểm tra về độ an toàn trước khi chúng ta tắm. Cái thứ hai nữa là nó sẽ có những cái cảm biến nhiệt độ để nó có thể kiểm tra được và nó có thể đo được khi nào nhiệt độ nước nó quá nóng thì nó sẽ tự động ngắt để đảm bảo an toàn cho người dùng. Rồi bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có thêm một vài những cái công nghệ khác nữa. Và cái phần khuôn vỏ bên ngoài cũng được thiết kế để kháng nước, tức là trong cái trường hợp mà anh em tắm mà vô tình nước nó bắn lên cái phần khuôn vỏ thì nó cũng sẽ an toàn cho chúng ta hơn. Đó là sơ sơ về cái đặc điểm của những cái chiếc máy nước nóng trực tiếp và đặc biệt là máy nóng trực tiếp đến từ Wiseman. Trong số những cái máy nước nóng trực tiếp mà mình đã từng thấy qua hoặc là mình đang dùng ở nhà thì cái máy của Wiseman nó có một thiết kế rất là đẹp, nó đơn giản nè, nó trang nhã nè, và chúng ta có thể lắp như phòng tắm ở công ty mình chẳng hạn, nó có một không gian không quá rộng mà phải nói là nó nhỏ luôn á, nhưng khi lắp cái máy của Wiseman vào nó vẫn nhỏ gọn và cái không gian nhìn chung á không đến nỗi là quá chiếm nhiều không gian diện tích. Máy thường đi một bộ có vòi sen mạ chrome cao cấp, có đến 5 chế độ nước khác nhau lận và mình rất là thích cái chế độ nước xả giống như là vòi sen. Thứ hai là cái chế độ nước nó sẽ bắn ra những cái hạt li ti, tức là nó ở cái chế độ như là massage vậy đó. Và mỗi khi mà mình rửa mặt bằng sữa rửa mặt xong mà mình sử dụng cái chế độ nước đó thì thực sự rất là thoải mái cho cá nhân mình và thực sự mình cảm thấy là mình thư giãn trong cái khoảng thời gian đó. Đặc biệt nhất là công nghệ ổn định nhiệt độ của Wiseman dựa trên bộ đo nhiệt độ đầu vào điện tử và công suất cần thiết. Nó sẽ cung cấp chính xác nhiệt độ nước tắm mà bạn mong muốn một cách ổn định. Về cái cân nặng của cái chiếc máy đó thì nó cũng không quá nặng, chỉ khoảng 2 kg thôi. Và nó có một điểm nữa, đó chính là ở chính giữa sẽ có một cái màn hình cảm ứng. Nó sẽ hiển thị cái nhiệt độ nước và cái vòng đèn ở bên cạnh tượng trưng cho cái nhiệt độ nước nó đang ở cái ngưỡng nào. Bên trái và bên phải sẽ có hai cái nút M1 và M2, tức là chúng ta sẽ có hai cái chế độ ghi nhiệt độ nước khác nhau. Cái này nó sẽ thiết lập nhanh khi mà anh em cần một cái nhiệt độ nước để anh em tắm. Ví dụ như là M1 anh em sẽ để chế độ là nước nóng và M2 anh em sẽ để chế độ là nước lạnh. Như mình đang thiết lập thì M1 mình sẽ để là 38 độ, còn M2 mình sẽ để là 32 độ. Khi nào mà trời nóng mình không cần đến nước nóng thì mình sẽ chọn chế độ M2 đó, còn khi nào mà trời lạnh thì mình sẽ chọn M1. Nó rất là nhanh. Trong cái khoảng thời gian mà mình mở máy rồi mình mở nước và mình chọn nhiệt độ thì chỉ khoảng chưa đến 1 phút là chúng ta đã có được cái nhiệt độ nước ưng ý để chúng ta tắm rồi. Thì đó là cái điểm mà mình hài lòng nhất trong suốt quãng thời gian vừa qua mình sử dụng nó. Một cái điểm nữa đó chính là về bơm trợ lực, rất là cần thiết cho những gia đình nào mà cái khu vực đó nước nó không được mạnh cho lắm, tức là nước từ cái vòi nó chảy ra nó hơi yếu, thì cái việc mà có cái bơm trợ lực của những cái máy nước nóng trực tiếp như là của Wiseman đó giúp cho cái lượng nước nó đi ra ngoài khi mà anh em tắm đó, nó thoải mái hơn, nó ổn định hơn, nó ở một cái lực nước mạnh hơn một chút xíu
để chúng ta có thể tắm nhanh hơn. Cái quan trọng là khi mà nước ra ổn định và nước ra nhiều, ra nhanh thì chúng ta tắm nó nhanh hơn là nước chậm, nước yếu. Tuy nhiên Vestman vẫn cho chúng ta lựa chọn nha, tức là nó sẽ có hai phiên bản, một là phiên bản có bơm và hai là phiên bản không bơm trợ lực. Công suất của nó thì là khoảng 4.5 kW. Ngoài ra thì cái áp lực nước tối thiểu của cái dòng máy này nó là 0.13 và tối đa là 63. Kế đến là chúng ta sẽ có tính năng kháng nước, kháng bụi như mình chia sẻ, thì nó sẽ đạt chuẩn IP25. Và cuối cùng là chúng ta sẽ có một cái lưu lượng nước tối thiểu là 2 lít trên 1 phút. Máy nước nóng trực tiếp Vitowell Easy, nó sẽ có 3 phiên bản là phiên bản thường, phiên bản premium, phiên bản deluxe. Thì phiên bản deluxe là phiên bản mà nó sẽ có cái màn hình đó. Thì cá nhân mình thì mình thích cái phiên bản này nhất. Nó sẽ là một cái chiếc máy nước nóng trực tiếp, đơn giản, thiết kế, đẹp, tính năng vừa đủ, không phải nói là dư luôn đó. Tức là chúng ta sẽ có được cái khả năng làm nóng nhanh nè, chúng ta sẽ có được thiết lập hai chế độ nhiệt độ nước khác nhau, chúng ta sẽ có một cái lượng nước ổn định và mạnh, và chúng ta sẽ có một cái vòi sen với 5 chế độ tắm và những cái công nghệ khác nữa về an toàn. Thì đó đang là chiếc máy nước nóng trực tiếp Vitowell Easy dòng Deluxe, là một trong những cái chiếc máy nước nóng trực tiếp đáng cân nhắc ở thời điểm hiện tại. Mình cũng đang cân nhắc cho gia đình mình chuyển từ cái chiếc máy nóng trực tiếp cũ sang chiếc máy này, bởi vì cái mức giá mình thấy là rất là dễ tiếp cận, khoảng 3,5 triệu cho một cái thương hiệu như là Vestman từ Đức. Qua những cái tuần qua mình trải nghiệm nó ở công ty thì mình thấy đây nó lại là một trong những cái máy nước nóng trực tiếp đáng để cân nhắc đó. Ok, và đó là cái chia sẻ nhanh của mình về chiếc máy nước nóng trực tiếp Vitowell Easy dòng Deluxe. Thì anh em thấy sao về thương hiệu này cũng như là về cái máy nóng trực tiếp này, thì anh em hãy để lại bình luận phía bên dưới nha. Và nếu anh em vẫn hay đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của Tinh Tế, và mình là Gia Huy. Hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.